Mẹ cô gái 16 tuổi xinh đẹp mất tích bí ẩn tại Sài Gòn, lo sợ con bị bắt cóc, lừa bán. Ngày 17 tháng 5, bà Lê Thị Tâm, 47 tuổi, lo lắng cho biết con gái bà là Bùi Kim Ngân, 16 tuổi, mất tích bí ẩn nhiều ngày, vẫn chưa tìm thấy thông tin gì. Tìm đến phòng trọ nơi gia đình bà Tâm đang sinh sống ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt chúng tôi là người mẹ dáng người khắc khổ đang ngồi trước cửa phòng trọ cầu nguyện cho con gái bị mất tích. Thắp nén hương cầu nguyện mong bình an, rồi bà lại khóc vì những chuyện không hay cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của người mẹ. Bà Tâm nghẹn ngào, tôi sợ lắm, sợ con bị bắt cóc hay lừa bán, nhưng vẫn hy vọng và cầu nguyện con bình an trở về. Người mẹ cho biết, Ngân được cha kế là ông Nguyễn Đình Thuyên, 66 tuổi, dẫn đi làm tại một xưởng gỗ. Hàng ngày ông Tuyên vẫn chở con gái của vợ đi làm rồi về nhà. Chiều ngày 13 tháng 5, sau khi cha trở về nhà trọ, Ngân về nhà nghỉ ngơi rồi giặt quần áo. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ngân nhận được điện thoại từ người lạ gọi đi chơi. Ngân gọi điện thoại xin phép chị Bùi Thị Thùy, chị thứ tư của Ngân, rồi nói đi chơi với bạn ở chỗ làm đũa, nơi Ngân làm việc được 5 ngày. Chị Thùy nói, em Ngân gọi điện xin tôi đi ăn với bạn ở chỗ làm đũa trước đây, nên tôi dặn đi trước 8 giờ rưỡi về. Nó còn nói, em đi có chút xíu rồi về. Lúc em Ngân đi còn đang giặt giở thau đồ, chưa lau nhà nữa. Theo chị Thùy, hơn 20 giờ 30 không thấy em gái về nên qua hỏi mẹ và cha kế xem em mình có gọi về lần nào nữa không. Đợi hoài không thấy tin Ngân, cả gia đình gọi vào điện thoại của em mang theo. Chị Thùy cho biết điện thoại có đổ chuông và có người bắt máy nhưng không nghe thấy nói năng gì rồi tắt máy. Sau đó cả gia đình thay nhau gọi liên tục mấy chục cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Đến khuya thì số điện thoại của Ngân gọi không được nữa. Lúc rời khỏi nhà, Ngân không mang theo gì, chỉ mặc trên người bộ quần áo thun, quần lửng và đôi dép kẹp. Thời gian từ đêm đến sáng hôm sau, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến bạn bè và chỗ làm của Ngân cũng không ai hay biết thông tin về cô gái này. Tìm kiếm đến trưa ngày 14 tháng 5 nhưng không thấy Ngân nên gia đình đến công an phường Linh Xuân trình báo vụ việc. Nhưng theo ông Thuyên, trước khi trình báo với công an, ông và bà Tâm có nghe thông tin em Ngân có quen với một nam thanh niên tên Mì đã có vợ con ở chỗ làm đũa trước đây nên tìm đến hỏi thăm. Ông Thuyên và bà Tâm tìm đến nơi ở của Mì nhưng gọi rất nhiều lần, nam thanh niên này mới đồng ý ra gặp. Nam thanh niên tên Mì thừa nhận có quen biết với Ngân khi làm cùng chỗ. Mặc dù mới làm việc cùng nhau trong 5 ngày nhưng Mì đã làm quen và hai lần chở Ngân về nhà sau khi tan ca. Tuy nhiên, kể từ lúc Ngân nghỉ việc, nam thanh niên này cho biết cũng không liên lạc lại gì nữa, đồng thời cũng phủ nhận chuyện có chở Ngân đi chơi vào tối 15 tháng 3. Ông Thuyên trình bày, lúc đó cậu thanh niên này nói là sẽ hỗ trợ công an tìm Ngân khi cần, nhưng chúng tôi rất khó hiểu với hành động của cậu ta khi gọi rất nhiều lần mới chịu ra tiếp chuyện. Hơn nữa, thời điểm Ngân mất tích cũng là lúc cậu này nghỉ việc ở xưởng làm đũa. Trước đó, để tiếp cận với con gái tôi, cậu này cũng nói dối về nơi ở, khiến gia đình đặt nhiều nghi vấn. Gia đình cho biết trước đó không thấy Ngân có biểu hiện gì bất thường. Khu vực nơi gia đình sống khá an ninh, đầu hẻm có trường mầm non Linh Xuân. Họ có nhờ trích xuất camera xem người nào ra vào chở em Ngân ra ngoài vào thời điểm đó nhưng không được. Phía trường mầm non cho biết trước đó camera đã đi sửa chữa nên không có ghi lại hình ảnh nào. Mọi dấu vết tìm kiếm con đều vô vọng, khiến cả gia đình phải xin nghỉ làm để tiếp tục dò la tin tức về Ngân. Bà Tâm chia sẻ, tôi có 5 đứa con và tất cả rời quê Cần Thơ lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống. Ngân là đứa út trong nhà, khi con chưa biết đi đã mất cha. Học hết lớp 10, con đòi lên thành phố để phụ gia đình. Nó hiền lắm, không phải là đứa ham chơi và giao du nhiều với bạn bè. Mới lên Sài Gòn vào tháng 11 năm ngoái, không rành đường nên nó đâu có dám đi một mình ra ngoài. Lần này con mất tích, tôi lo lắng lắm. Hiện tại gia đình chỉ mong tìm được tung tích của Ngân và mong em trở về trong bình an. Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, trưởng công an phường Linh Xuân cũng cho biết đã mời nam thanh niên mà gia đình nghi ngờ lên làm việc để lấy thông tin phục vụ điều tra. Trung tá Nam cho biết, khi nhận được tin trình báo từ gia đình, chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời nam thanh niên mà gia đình trình báo nghi ngờ lên làm việc. Nam thanh niên nói, mình không biết về việc Ngân mất tích và sẽ sẵn sàng hỗ trợ để phục vụ điều tra. Hiện chúng tôi đã lập hồ sơ chuyển lên cấp trên để chỉ đạo thêm. Nếu ai biết em Ngân ở đâu, xin liên hệ vào số điện thoại 0163-640-5352, bà Tâm, mẹ ruột của Ngân, hoặc số điện thoại 0169-211-3725, ông Thuyên, cha kế của Ngân.
Thank you.